Mình ủng hộ cái gì cái thu phí vỉa hè. Tôi nghĩ thì mét vuông dày 20.000 á thì bây giờ hợp lý với thời buổi kinh tế khó khăn bây giờ. 100.000 thì như 10 mét thì tháng 1 triệu, hoặc là nếu mà mình có khả năng thì có được thì mình mướn 20 mét để thoải mái này kia, cũng đồng ý. Với cái mức phí mà thu mà 1 mét vuông mà khoảng 50.000 tới 100.000 đó là chị thấy rất là hợp lý. Sau khi thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường vỉa hè trên địa bàn, nhiều hộ kinh doanh và người bán hàng rong tỏ ra phấn khởi với quyết định này và mong muốn này của người dân ngày càng đến gần khi ngày 16 tháng 9 năm 2023, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã gửi tờ trình về đề án thu phí sử dụng tạm thời lòng đường hè phố trên địa bàn và dự thảo nghị quyết ban hành mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường vỉa hè. Thông tin từ Sở Giao thông Vận tải cho biết, từ năm 1991, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định điều chỉnh giá biểu thu lệ phí khai thác đất công, chợ, đường phố, bến bãi, cảng. Tuy nhiên, mức thu này quá thấp, chỉ 12.000 đồng một mét vuông một tháng đối với ngành hàng dịch vụ bày bán trên đường phố nên không còn phù hợp. Hiện nay, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chưa quy định đầy đủ mức phí sử dụng tạm thời lòng đường vỉa hè mà chỉ mới ban hành mức phí sử dụng tạm thời lòng đường để đổ xe ô tô theo giờ. Theo Sở Giao thông Vận tải, việc ban hành mức phí để giúp các đơn vị địa phương có công cụ quản lý đô thị minh bạch, hiệu quả, có người sử dụng cũng sẽ thuận lợi hơn. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đề xuất áp dụng thời gian thu phí từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Theo đó, có 3 trường hợp sử dụng tạm thời lòng đường phải trả phí. Thứ nhất, tổ chức các hoạt động văn hóa như thể thao, diễu hành, lễ hội và điểm trông giữ xe ô tô phục vụ các hoạt động văn hóa. Thứ hai, làm điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt của doanh nghiệp vệ sinh môi trường đô thị. Thứ ba, bố trí điểm trông giữ xe có thu tiền dịch vụ trông giữ xe. Đối với sử dụng tạm thời vỉa hè, có 5 trường hợp gồm: thứ nhất, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội và điểm trông giữ xe phục vụ các hoạt động văn hóa. Thứ hai, làm điểm tổ chức kinh doanh dịch vụ, mua bán hàng hóa. Thứ ba, làm điểm bố trí các công trình tiện ích phục vụ giao thông công cộng, có thu tiền người sử dụng và lắp đặt các công trình tạm trên hè phố, giải phân cách, đảo giao thông. Thứ tư, làm điểm trung chuyển vật liệu, phế thải xây dựng để phục vụ thi công công trình. Thứ năm, bố trí điểm trông giữ xe có thu tiền dịch vụ trông giữ xe. Riêng các trường hợp sử dụng tạm thời lòng đường để đổ xe ô tô thì áp dụng theo nghị quyết số 1 năm 2018 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đổ xe ô tô trên địa bàn. Trong đó, khu vực 1 gồm quận 1, quận 3, quận 4, quận 5, quận 10, quận Phú Nhuận, khu A, khu đô thị mới Nam thành phố, khu đô thị mới Thủ Thiêm. Khu vực 2 gồm quận 2, nay thuộc thành phố Thủ Đức, trừ khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 6, quận 7, trừ khu A, khu đô thị mới Nam thành phố, quận 11, quận Bình Thạnh, quận Tân Bình và quận Bình Tân. Khu vực 3 gồm quận 8, quận 9, nay thuộc thành phố Thủ Đức, quận 12, quận Thủ Đức, nay thuộc thành phố Thủ Đức, quận Tân Phú và quận Gò Vấp. Khu vực 4 gồm các huyện Bình Chánh, huyện Hóc Môn, huyện Nhà Bè và huyện Củ Chi. Khu vực 5 là huyện Cần Giờ. Sau khi được Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thông qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phân công nhiệm vụ cho các sở ngành, quận, huyện đảm bảo thu đúng, thu đủ, công khai, minh bạch, kịp thời và đồng bộ. Trong đó, Sở Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức rà soát, ban hành danh mục các tuyến đường đủ điều kiện sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn theo phân cấp quản lý. Đối với hoạt động tổ chức kinh doanh dịch vụ, mua bán hàng hóa, điểm trông giữ xe, có thu tiền dịch vụ, địa phương rà soát vỉa hè đủ điều kiện để tổ chức, xác định phạm vi, lựa chọn công bố danh mục vị trí vỉa hè được phép tổ chức các hoạt động tạm thời, xây dựng phương án tổ chức thực hiện có lộ trình phù hợp với thực tế, đặc thù đô thị của từng khu vực trên địa bàn quản lý. Toàn bộ số tiền phí thu được nộp vào ngân sách và được sử dụng có mục tiêu phục vụ hoạt động thu phí và công tác quản lý, bảo trì, khai thác lòng đường, hè phố. Các lực lượng chức năng như Thanh tra Sở Giao thông Vận tải, Thanh tra Xây dựng, Đội Quản lý Trật tự Đô thị và phường, xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, quy chế phối hợp và quy trình kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm.